Chương 6 sắc pháp và niết bàn. Một sắc pháp rupa. Vạn pháp trong đời, nếu đem phân tích rút ráo, đều nằm gọn trong bốn pháp chân đế Paramattha gồm tâm chí tá tâm sở cetasika, sắc pháp rupa và niết bàn nibbana. Ta đã biết đại khái về tâm và tâm sở, trong khi phần lớn người học Phật. Ít khi quan tâm vấn đề sắc pháp, vốn chiếm một vị trí quan trọng trong những thứ làm nên cuộc đời. Định nghĩa nôm na thì sắc pháp trong A-thì-đàm chính là tất cả những thành tố đã tạo nên toàn bộ cái gọi là vật chất trong và ngoài chúng sinh. Không giống như danh pháp, sắc pháp luôn có biến đổi hoặc tiêu mất vì những tác động ngoài lai như nhiệt độ hoặc những sự cố không liên quan tâm thức gọi là món này vật kia thật ra chỉ là một tổ hợp của nhiều thành tố sắc pháp trong A-tỳ đàm cái gọi là vật chất chỉ là những trạng thái không hình dáng và khối lượng mỗi thứ chỉ là một gì đó khi có sự kết hợp một cách hợp lý của nhiều thứ vật chất một món đồ cổ có tuổi đời hàng chục năm trong suy nghĩ của thiên hạ nhưng theo A-tỳ đàm thì không một thành tố nào trong đó tồn tại quá một sát na. Có nhiều thứ sắc pháp cộng lại để tạo nên món đồ đó và tùy thuộc vào nhiều điều kiện ngoại tại. Các thành tố đó của món đồ cổ ấy luôn biến chuyển không ngừng rồi đến một lúc nào thích hợp chúng không tiếp tục tồn tại nữa. Món đồ cổ kia dầu không bị tay người phá hoại cũng tự hư mất. Theo A Tỳ Đàm, cái gọi là vật chất hay sắc pháp ở dạng rốt ráo nhất thì là những thành tố vật chất có tuổi thọ dài lâu hơn tâm pháp 17 lần. Từ thân xác chúng sinh đến sông biển đất đá, cùng các thiên thể tinh tú trong vũ trụ đều có được từ bốn nguồn nghiệp cam má, tâm Chí tá, nhiệt lượng, ưu tú và vật thật ahara. Nếu phân loại thì tất cả vật chất nằm trong hai nhóm tứ đại Phu Tarupa và y đại sinh upadaya rupa a à, sắc tứ đại mahaputra một địa đại pathavi là trạng thái cứng hay mềm của vật chất từ cái nhìn ba chiều người ta có ảo giác rằng mọi vật có hình dáng nọ kia và cơ hồ nó là một khối lượng có thể choáng chỗ không gian trong khi đó theo a Tỳ đàm thì từng trạng thái vật chất không hề có trọng lượng hình dáng thì làm gì có được khối lượng, đó là lẽ tương đối của pháp tục đế. Ngay cả khái niệm cứng hay mềm cũng chỉ là ý niệm giả lập. A được xem là cứng khi so với B, nhưng lại là mềm khi so với C. Đặc tướng của địa đại là chất ngại nên được xem là cái giá đỡ cho sự tồn tại của các thành tố sắc pháp đồng sinh. 2. thủy đại apo là trạng thái ngưng tụ và tan chảy của vật chất, có tính năng nối kết các thành tố vật chất lại với nhau. 3. Hỏa đại, tê chô, chính là nhiệt độ của vật chất, nói rõ ra là trạng thái nóng hay lạnh của sắc pháp. Nhiệt độ nào cũng kể là nhiệt độ, cao thấp hay lạnh nóng bao nhiêu cũng gọi là hỏa đại. 4. Phong đại, hoa là thứ năng lượng thúc đẩy sự lay động hay trương phòng của sắc pháp. Có thể nói, mọi động thái xê dịch, dao động, lây lắc, di chuyển và áp suất đều là những tác động từ phong đại. Nói vậy có nghĩa là khái niệm đất, nước, lửa, gió trong A Tỳ Đàm không giống như trong cách nghĩ thông thường của người đời. Và chính từ những định nghĩa kiểu vậy, người học Phật mới có dịp thấy ra cái gọi là bản chất thật sự của vật chất trong và ngoài bình. B. Sắc y đại sinh Upadarupa cũng là những thành tố sắc pháp nhưng phải dựa trên tứ đại để trở thành một tổ hợp vật chất và phải nhiều tổ hợp như vậy cộng lại để làm nên những gì mà năm giác quan ta biết được như cây cỏ, đất đá, ghế bàn, chén nĩa. Có tất cả 24 sắc y đại sinh chia thành 10 nhóm. 1. Năm sắc thần kinh, Pasada Rupa gồm Thần Kinh Thị Giác Chakku Pasada, Thần Kinh Thính Giác Sota Pasada, Thần Kinh Khứu Giác Khana Pasada, Thần Kinh Vị Giác Chiva Pasada, Thần Kinh Xúc Giác Kaya Pasada. 2. Bảy sắc cảnh giới Gochara Rupa gồm Sắc cảnh sắc Rupa những gì thấy được bằng mắt. Sắc cảnh thân Sắc Đa những gì nghe được bằng tai sắc cảnh khí Gantharamana, những gì ngửi được bằng mũi, sắc cảnh vị Rasaramana, những gì nếm được bằng lưỡi, sắc cảnh xúc Phothapparamana, những gì biết được bằng xúc giác. Ở đây cảnh xúc bao gồm ba đại là đất Pathawi, lửa Techo, gió Wajo. Thủy đại chỉ là trạng thái để ta hình dung chứ không thể biết được qua xúc giác như là nước trong cách nghĩ của người đời. 3. Hai sắc giới tính pha warupa tức các sắc tố làm nên nam tính và nữ tính gồm sắc tố nữ iti pha quá sắc tố nam puma pha 4. Sắc ý vật hadaya quá là chỗ dựa sinh lý cho tâm thức chúng sinh. Trong một thân người có đến hàng tỷ sắc ý vật hòa huyện trong máu, đối với những loài không máu thì là những dịch chất luân lưu trong cơ thể. 5. Sắc mạng quyền chivitarupa ở đây là sức sống tiềm ẩn trong mỗi nhóm sắc pháp. Đối với một vật đã đến lúc rã tan, sắc mạng quyền phải biến mất thì sự tan rã đó mới có thể diễn ra. Đối với đời sống của tâm pháp thì sức sống kiểu này cũng là cần thiết, nên trong mỗi sát na tâm cũng phải luôn có tâm sở mạng quyền đi kèm như là nguồn năng lượng cho sự tồn tại của nó năm sở này nằm trong bảy tâm sở biến hành. Sapa Chitta Satharana Chetasika đi chung với tất cả tâm. 6. Sắc vật thực Ahara Rupa Ocha là nguồn dưỡng tố luôn có sẵn trong cơ thể chúng sinh để nuôi dưỡng các sắc pháp. 7. Sắc giao giới Parikeda Rupa Akasatha Tu gọi là sắc nhưng thật ra nó chỉ là khoảng trống nằm giữa các nhóm sắc pháp để phân định A với B. 8. Hai sắc biểu trì Vinyati Rupa gồm Thân biểu trì Kaya Vinyati là những động tác lớn nhỏ hữu tâm hay vô thức của thần. Khẩu biểu trì Wachi Vinyati là động tác phát ngôn của miệng. 9. Năm sắc đặc biệt Vikara Rupa, là ba trạng thái mềm, nhẹ, linh hoạt của sắc Pháp cộng thêm hai sắc biểu trì, khinh sắc lahuta, Ở đây là sự nhẹ nhàng cần có trong hoạt động của sắc pháp. Nhu sắc muduta, Ở đây là sự mềm dẻo cần có cho hoạt động của sắc pháp. Sắc thích nghiệp Rupasakamanyata là trạng thái thích nghi hay khả năng thuận ứng của sắc pháp. Ngài Lady Sayada gọi năm sắc đặc biệt là những điều kiện hay khả năng đặc dụng của sắc pháp. Ngài Narada của Tích Lan thì gọi năm sắc này là khả năng linh hoạt hay cơ động của sắc Pháp. 10. Sắc Tứ Tướng Lakhanarupa Tuổi thọ của danh sắc nói chung thường được chia thành 3 giai đoạn San Upada Trụ Thi Tí Diệt Phan Nhưng đối với sắc Pháp đôi khi còn được phân tích qua 4 giai đoạn. Sắc hình thành Upachaya Rupa là khoảng thời gian sắc Pháp sơ hiện và hoàn chỉnh. Sắc thừa tiếp Santati là sự tiếp diễn của sắc Pháp sau khi đã hình thành hoàn chỉnh. Sắc lão suy Charata là giai đoạn xuống dốc để chuẩn bị tiêu mất của sắc Pháp, thời gian tương đương với 15 sắc na tâm. Sắc vô thường Anichata là giai đoạn biến mất của sắc Pháp, tuổi thọ chỉ là một sắc na. Ghi chú, trong sắc tứ tướng, sắc hình thành và sắc thừa tiếp, được kể là giai đoạn xanh, nên trong trường hợp đó thì sắc pháp phải được kể là 27 thay vì 28. Ngoại trừ hai sắc biểu tri và sắc tứ tướng, các sắc còn lại có tuổi thọ tương đương 17 sắc na tâm. Nói rốt ráo thì không phải là sắc tứ tướng, mà phải là tam tướng, tức giai đoạn xuất hiện, già cỗi và biến mất của sắc pháp mà thôi. C. 18 sắc chân đế, Nipphanarupa, đây là tên gọi chung cho 18 thứ sắc pháp có thực tướng và đặc tính chân đế hẳn hoi, gồm 4 đại, 5 sắc thần kinh, 5 sắc cảnh giới. Sắc cảnh xúc chính là đất lửa gió, hai sắc giới tính, ý vật, mạng quyền và vật thực. Chúng được tạo nên bởi bốn nhân là nghiệp, ca má, tâm, trí tá, nhiệt lượng, u tú và dưỡng tố, ahara. 18 sắc này còn được gọi là sắc thực tính Safawarupa. Mỗi thứ sắc trong 18 sắc này đều có 3 giai đoạn sanh, trụ, diệt, nên chúng còn được gọi là sắc hữu tướng Salakhanarupa. Và cũng chính 18 thứ sắc pháp này mới là đối tượng nhận thức, tức đề một quán chiếu tam tướng của hành giả tuệ quán, nên chúng cũng được gọi là sắc đối tượng Samasanarupa. D. Mười sắc phi thực tính Aniphanarupa Mười sắc còn lại được gọi là sắc phi thực tính Không phải đối tượng tuệ quán Và bản thân chúng không có đặc tính chân đế Không có duyên tạo Và cũng không có riêng các giai đoạn sinh trụ diệt Lý do đơn giản Bởi chúng chỉ là những giai đoạn Hay tình trạng khác nhau của các sắc pháp mà thôi Như nói sắc xanh hình thành Thật ra chỉ là sự xuất hiện của một thứ sắc pháp nào đó. Sắc giao giới chỉ là khoảng cách của các nhóm sắc pháp. Ờ, phân loại sắc pháp. Trong A Tỳ Đàm, sắc pháp được hình dung qua nhiều khái niệm và tên gọi như là Vô nhân, Ahetuka, không có sáu nhân, tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, đi kèm. Hữu duyên, sắp trái giá, do bốn duyên, nghiệp, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố mà có. Hữu lậu, xa vì có thể là cảnh cho phiền não. Hữu vi, sanh kha tá, vì sanh diệt do nhân duyên. Hiệp thế, lô giá, còn nằm trong cõi sanh tử. Dục giới, kamawachara, vì là đối tượng của năm giác quan vật chất. Vô cảnh, anaramana, vì không có khả năng nhận biết. Bất ứng trừ, apaha vì không phải là đối tượng cần loại bỏ bởi thánh trí. Sắc pháp được phân loại dựa trên nhiều khía cạnh và tùy chỗ mà gọi tên. Một nội sắc, Achatika Rupa, chỉ cho năm sắc thần kinh và ngoại sắc, Bahira Rupa là 23 sắc pháp còn lại. 2. Vật sắc, Watthu Rupa, chỉ cho năm sắc thần kinh và ý vật vốn là chỗ nương cho sáu thức. Các sắc còn lại được gọi là sắc phi vật, Awaturupa. Ba môn sắc, Dwararupa, gồm năm sắc thần kinh và hai biểu tri. Năm sắc thần kinh là môn sắc vì chúng là cửa ngõ cho lộ ngũ môn. Còn hai sắc biểu tri thì là cửa ngõ để bày tỏ hay biểu lộ. Các sắc còn lại là sắc phi môn, Adwararupa. 4. Quyền sắc Indriyarupa, gồm năm sắc thần kinh, hai sắc giới tính và sắc mạng quyền, vì chúng nằm trong 22 quyền, vốn là những pháp chủ đạo trong đời sống của chúng sanh. Chẳng hạn như năm sắc thần kinh giúp ta nhận thức thế giới qua ngũ quan. Các sắc giới tính phân định ai là nam và ai là nữ. Các thọ là đời sống cảm giác của chúng sinh. 20 sắc còn lại là sắc phi quyền. Anenriya Năm thô sắc, olarika rupa, gồm năm sắc thần kinh và bảy sắc cảnh giới. 16 sắc còn lại là sắc tế, Sukuma rupa, Gọi là thô hay tế ở đây là dựa vào việc có thể được biết bằng các giác quan vật chất hay ý thức. Do đó, sắc thô còn được gọi là sắc gần, Santike rupa, và sắc tế còn được gọi là sắc xa, dure rupa. 12 sắc thô cũng có tên gọi khác là sắc hữu đối chiếu, sapatikha Rupa, vì phải được nhận biết bằng sự tương chiếu với năm căn vật chất. Riêng 16 sắc tế được gọi là sắc phi đối chiếu, asapatikha Rupa, bởi không cần đến sự va chạm với các sắc thần kinh vật chất. 6. Sắc do thủ, Upadina Rupa, ở đây chỉ cho 18 sắc nghiệp, vốn hình thành từ tham ái tăng ha và tà kiến đi thi, đời trước. 10 sắc còn lại gọi là sắc phi, do thủ. Anupadina rupa 7. Sắc hữu kiến dasana rupa Chỉ cho sắc cảnh sắc có thể nhìn thấy bằng mắt. Các sắc còn lại gọi là sắc phi hữu kiến. Sanidasa rupa 8 sắc nhiếp cảnh Gotaraga Hikarupa chỉ cho năm sắc thần kinh. Các sắc còn lại là sắc vô nhiếp cảnh Agotaraga Hikarupa. 9. Trong năm sắc thần kinh, thần kinh thị giác và thần kinh thính giác được gọi là sắc nhiếp viễn cảnh Asampataga Haka vì có thể biết cảnh từ một khoảng cách xa. Riêng ba sắc thần kinh còn lại gọi là sắc nhiếp cận cảnh cá vì chúng phải làm việc bằng cách tiếp cận trực tiếp với cảnh. 10. Sắc bất ly a pho Garupa Ở đây gồm 8 thứ Đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và dưỡng tố vật thực nội. Gọi là bất ly vì bất cứ ở đâu có sắc pháp, tức vật chất nói chung, thì ở đó phải có 8 sắc này. Theo phân tích qua A tỳ đàm thì sự có mặt của tám sắc này có thể được hiểu như là những electron, proton và neutron trong vật lý. Theo những gì vừa trình bày ở trên về sắc pháp thì những khái niệm vật chất trong A tỳ đàm cơ hồ phải hiểu khác đi rất nhiều so với những khái niệm vật chất thường tình của thế gian. Từ đó, đối với một người học A tỳ đàm thì trong nước luôn có lửa, và trong lửa luôn có nước, bởi ở đâu cũng có tám sắc bất ly. Chúng đi chung với nhau thành nhóm để làm nền tảng cho vật chất. Và nếu nói cụ thể một chút thì kích cỡ của mỗi nhóm bất ly có thể tương đương với một điện tử electron. F, bốn điều kiện tạo sinh sắc pháp, rupa samutthana Một tiền nghiệp kamma, có 25 loại nghiệp có thể tạo ra sắc pháp là 12 nghiệp bất thiện, 8 nghiệp thiện dục giới và 5 nghiệp thiện sắc giới. Các sắc do tiền nghiệp tạo gọi là sắc nghiệp, nghiệp vô sắc giới không thể tạo ra sắc pháp. 2. Tâm thức chi tá có tất cả 75 tâm có thể tạo ra sắc tâm. Ngoài trừ ngũ song thức và bốn quả vô sắc, tất cả tâm tái tục và tâm mệnh chung của vị A-la-hán cũng không tạo được sắc pháp bắt đầu từ hữu phần đầu tiên của kiếp sống cho đến khi mệnh chung, 75 tâm kể trên liên tục tạo ra sắc nghiệp trong từng khoảnh khắc. trong 75 tâm đó, 26 động lực kiên cố không chỉ tạo ra sắc tâm mà còn có thể hỗ trợ tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. sau đây là từng trường hợp chi tiết. a à, khai ý môn, 29 động lực dục giới và hai tâm thông ngoài việc tạo sắc tâm, hỗ trợ tứ oai nghi, còn tạo ra hai biểu tri để thân, khẩu, làm việc. B. Cũng trong 32 tâm này, 13 tâm động lực thọ hỷ còn tạo ra các cách cười, trong khi hai động lực thọ ưu thì tạo ra các kiểu than khóc. C. Tâm sinh tiếu và bốn tâm đại tố hỷ thọ tạo ra nụ cười cho các vị A-la-hán. D hai tâm tham thọ hỷ ly tà và bốn tâm đại thiện thọ hỷ, còn tạo ra nụ cười cho các bậc thánh hữu học. Ờ, tất cả phàm phu có thể cười bằng cả bốn tâm tham thọ hỷ và bốn đại thiện thọ hỷ. F. Ba ý giới, 11 na cảnh và năm quả sắc giới, tổng cộng 19, chỉ có thể tạo ra sắc tâm thông thường, tức những co duỗi hay nhúc nhích của thân nói rõ hơn là những động tác vô danh. 3. Nhiệt lượng u tú Ở đây là hỏa đại trong và ngoài thân xác chúng sinh. Sự cao thấp, ít nhiều của nhiệt độ trong cùng một môi trường nào đó cũng có thể tác động cho sát pháp sanh diệt. 4. Dưỡng tố Ahara Ở đây chỉ cho tất cả những thành phần hóa chất có tác dụng nuôi lớn các thứ vật chất trong và ngoài cơ thể chúng sinh có những thứ sắc pháp không thể được sinh ra bằng sự tác động của nghiệp, tâm hay nhiệt lượng mà phải cần đến sự trợ giúp của các thứ dưỡng tố. Trong A Tỳ Đàm gọi chúng là sắc dưỡng tố, cách gọi xưa giờ ở Việt Nam là sắc vật thực. Nói đại khái là vậy, nhưng trong thực tế có những sắc chỉ do một chân mà có. Có những sắc pháp phải do nhiều nhân mà có, hai, ba, bốn, đủ cả một sắc nhất nhân Ekacharupa gồm 11 sắc là năm sắc thần kinh hai sắc giới tính ý vật và mạng quyền chỉ do nghiệp hai sắc biểu tri chỉ do tâm sanh hai sắc nhị nhân duy sắc cảnh thân sắc đá được tạo ra bởi hai nhân là tâm và nhiệt lượng từ tiếng khóc cười của người đến những âm thanh như từ nhạc cụ hay gió thổi sấm chớp bên ngoài chúng sinh cũng đều có thể do nhiệt lượng mà sinh. 3. Sắc tam nhân Chi cha ru gồm ba sắc khinh nhu thích nghiệp do cả ba nhân sanh gồm tâm nhiệt lượng và dưỡng tố 4. sắc tứ nhân cha tu cha ru gồm tám bất ly và giao giới 5. sắc đa nhân ane cha ru trong 18 sắc nghiệp kamma có chín sắc do một nhân sanh và chính sắc do bốn nhân sanh. 6. Trong 15 sắc tâm Chita Charupa có hai sắc do một nhân sanh và 13 sắc do nhiều nhân sanh. Trong đó có chính sắc bốn nhân sanh, một sắc do hai nhân sanh là sắc cảnh thân và ba sắc do ba nhân sanh. 7. Trong 13 sắc nhiệt lượng Utucharupa do nhiều nhân sanh giống hệt như 13 sắc tâm Do nhiều nhân sanh vừa kể trên. 8. 12 sắc vật thực A-ha-ra-cha-ru-pa có 3 nhân sanh. Ghi chú: Sắc tứ tướng chỉ là 4 giai đoạn của các sắc nên không có nhân sanh. Sắc pháp không thể xuất hiện riêng rẽ từng thứ mà phải đi thành nhóm với nhau. Các sắc trong mỗi nhóm phải cùng sinh, cùng diệt, cùng nương bốn đại và không thể rời nhau mà tồn tại. Tuy nói sắc Pháp đi chung với nhau trong từng nhóm Kalapa, nhưng mỗi nhóm sắc nhỏ đến mức ta chỉ có thể hình dung trong ốc, chứ không thể nhìn thấy bằng bất cứ phương tiện nào. Theo mô tả trong kinh, thì kích thước của mỗi nhóm sắc trong cõi nhân loại còn nhỏ hơn một phần tỷ của một hạt vi trần, Paramanu, vốn được coi là còn nhỏ hơn một nguyên tử atom tức chỉ tương đương với một hạt điện tử electron hay quang tử photon. Bản 48, 4 điều kiện tạo ra sắc pháp trang 272. G. 21 nhóm sắc pháp Kalapa. 9 nhóm sắc nghiệp, 6 nhóm sắc tâm, 4 nhóm sắc nhiệt lượng, 2 nhóm sắc vật thực. 1. 9 nhóm sắc nghiệp Kamachakalapa được hình thành từ 18 sắc nghiệp trong đó tám sắc bất ly luôn đóng vai trò hạt nhân tất cả sắc nghiệp đều đi chung với sắc mạng quyền nhóm sắc nghiệp đơn giản nhất cũng phải có chín loại sắc là tám sắc bất ly và sắc mạng quyền dưới đây là chín nhóm sắc nghiệp nhóm nhãn gồm tám bất ly mạng quyền và thần kinh thị giác nhóm nhĩ gồm tám bất ly mạng quyền và thần kinh thính giác Nhóm tỷ gồm 8 bất ly, mạng quyền và thần kinh khứu giác. Nhóm thiệt gồm 8 bất ly, mạng quyền và thần kinh vị giác. Nhóm thân gồm 8 bất ly, mạng quyền và thần kinh xúc giác. Nhóm nữ tính gồm 8 bất ly, mạng quyền và sắc tố nữ. Nhóm nam tính gồm 8 bất ly, mạng quyền và sắc tố nam. Nhóm ý vật gồm 8 bất ly, mạng quyền và sắc ý vật. Nhóm mạng quyền gồm 8 bất ly, mạng quyền. Xem bản 49 biểu đồ chính nhóm sắc nghiệp do nghiệp tạo. Trang 274 2. Sáu nhóm sắc tâm Chitachakalapa được hình thành từ 14 sắc tâm trừ giao giới. Nhóm thuần sắc tâm gồm 8 bất ly do tâm tạo. Nhóm thần biểu tri gồm 8 bất ly và thân biểu tri. Nhóm thân khẩu biểu tri gồm 8 bất ly, khẩu biểu tri và sắc cảnh thân. Nhóm đặc biệt gồm 8 bất ly và khinh, nhu, thích nghiệp. Nhóm thân biểu tri đặc biệt gồm 8 bất ly, thân biểu tri và ba đặc biệt. Nhóm thân khẩu biểu tri đặc biệt gồm 8 bất ly, khẩu biểu tri, sắc cảnh thân và ba đặc biệt. Xem bản 50. Biểu đồ 6 nhóm sắc tâm do tâm tạo trang 275 3. 4 nhóm sắc nhiệt lượng Utu Chakalapa Nhóm thuần nhiệt lượng gồm 8 bức ly do nhiệt lượng tạo Nhóm cảnh thinh gồm 8 bức ly và sắc cảnh thinh Nhóm đặc biệt gồm 8 bức ly và 3 đặc biệt Nhóm thinh đặc biệt gồm 8 bức ly, sắc cảnh thinh và 3 đặc biệt Xem bản 51 Biểu đồ 4 nhóm sắc nhiệt lượng do nhiệt lượng tạo, trang 276. 4. Hai nhóm sắc dưỡng tố Aharachakalapa được hình thành từ 8 bức ly và 3 đặc biệt do dưỡng tố xanh. Nhóm thuần dưỡng tố gồm 8 bức ly do dưỡng tố tạo. Nhóm đặc biệt gồm 8 bức ly và 3 đặc biệt. Xem bản 52, biểu đồ hai nhóm sắc dưỡng tố do dưỡng tố tạo trang 276. 21 nhóm sắc pháp trên đây chỉ xuất hiện bên trong cơ thể chúng sanh, trong đó sắc tố nữ không thể xuất hiện ở người nam và ngược lại. Với người mù điếc bẩm sinh thì không có sắc thần kinh thị giác, thần kinh thính giác. Trong thế giới thiên nhiên bên ngoài, chúng sanh chỉ có hai nhóm sắc nhiệt lượng. Tất cả những vật vô tri như cây cỏ, đất đá, núi non được tạo ra từ các nhóm sắc thuần nhiệt lượng tức tám bất ly do nhiệt lượng tạo. Trong trường hợp âm thanh thì phải cộng thêm sắc cảnh tình. 2. Lộ trình sinh diễn của sắc pháp. Rupapavattikama. Để tìm hiểu về phần này, ta nên đọc lại chương 5. Đại khái mà nói trong thời tái tục, loài thấp sanh và hóa sanh có được 7 nhóm sắc nghiệp là nhóm nhãn, nhóm nhĩ, nhóm tỷ, nhóm thiệt, nhóm thân, nhóm giới tính và nhóm ý vật. Trong trường hợp đặc biệt có thể sẽ bị thiếu từ 1 đến 4 nhóm nhãn, nhĩ, tỷ và giới tính như người lạc vô nhân ở cõi tứ thiên vương. Với loài thai sanh, thời tái tục chỉ có 3 nhóm sắc nghiệp là nhóm thân, giới tính và ý vật. Có trường hợp không có nhóm giới tính người bất thường về sinh lý với người bình thường thì các nhóm sắc nghiệp còn lại phải xuất hiện từ từ về thời điểm xuất hiện sắc nghiệp có mặt ngay từ lúc tái tục sắc tâm bắt đầu xuất hiện từ sắc na hữu phần đầu đời kể sau tâm tái tục sắc nhiệt lượng có mặt ngay từ sắc na trụ của tâm tái tục lý do là hỏa giới trong nhóm sát nghiệp đầu đời xuất hiện vào sát na trụ của tâm tái tục. Sau đó hỏa giới tạo ra sát nhiệt lượng trong mỗi sát na tiểu cho đến suốt đời. Xem hình 44, lộ trình sinh diễn của sát pháp tại sát na tái tục trang 279. Trong mỗi nhóm sát pháp luôn có sát dưỡng tố đi kèm. Sát dưỡng tố đầu đời do nghiệp tạo nhưng về sau thì do vật thực ngoại tạo nên gồm các nguồn máu sữa của mẹ hay thức ăn thức uống. Dầu là loại sắc pháp nào thì tuổi thọ cũng tương đương với 17 sắc na tâm và cứ vậy sanh diệt cho đến hết đời. Khi một người vừa mệnh chung danh mạng quyền và sắc mạng quyền đồng thời biến mất cho nên tất cả sát nghiệp cũng vì vậy mà chấm dứt vì không còn mạng quyền bên cạnh nữa. Vào sát na sinh của sát na thứ 17, trước tâm mệnh chung là thời điểm xuất hiện của nhóm sát nghiệp sau cùng. Nhóm sát nghiệp này sẽ diệt mất vào sát na diệt của tâm mệnh chung. Sát tâm suốt đời cứ sanh diệt liên tục, phải đợi đến sát na sinh của tâm mệnh chung thì không còn sinh cái mới nữa. Nên mới có trường hợp nhóm sát tâm cuối đời chỉ tồn tại trong một sát na, về 16 sát na còn lại, coi như chỉ là cái trớn. Sát dưỡng tố xuất hiện lần cuối cùng vào sát na diệt của tâm mệnh chung, sau đó sẽ diệt mất trong khoảng thời gian tương đương 17 sát na. Hình 45 lộ trình sinh diễn của sát pháp tại sát na tử trang 280. Như vậy, vào lúc mệnh chung, ba loài sát nghiệp, sát tâm và sát dưỡng tố đều mất theo cùng người chết nhưng sắc nhiệt lượng thì tiếp tục tồn tại cho đến bao giờ hình hài đó hoàn toàn rã tan. Sắc nhiệt lượng từ lúc này tồn tại là do ngoại nhiệt, bà Hira Utu, không phải nội nhiệt, Achatika Utu như trong cơ thể sống. Trên các cõi phạm thiên sắc giới ngũ uẩn thời tái tục chỉ có các nhóm nhãn, nhĩ, ý vật và mạng quyền thời bình nhật có thêm nhóm sắc tâm và nhóm sắc nhiệt lượng ở đây không hề có mặt các nhóm tỷ nhóm thiệt nhóm thân nhóm giới tính và nhóm dưỡng tố đối với vô tưởng thiên thời tái tục chỉ có nhóm sắc mạng quyền sau đó là nhóm sắc nhiệt lượng trừ ra nhóm sắc cảnh thình nói vậy có nghĩa là ở cõi dục giới có đủ 28 mươi sắc pháp ở cõi sắc giới hữu tâm chỉ có 23 sắc pháp, trừ, tỷ, thiệt, thân và hai giới tính. Ở vô tưởng thiên chỉ có 17 sắc pháp, gồm 8 bất ly, mạng quyền, giao giới, ba đặc biệt và tứ tướng. Thời tái tục của các loài nói chung không có sắc cảnh tinh năm đặc biệt và hai sắc sau của tứ tướng, sắc lão suy và sắc vô thường. Những điều vừa nói ở trên về sắc pháp chỉ là đề tài hứng thú cho những hành giả tuệ quán hay chỉ tịnh. Những khía cạnh chi ly của sắc pháp không thể được kiểm chứng qua các phương tiện khoa học mà phải bằng cái nhìn của người có chứng ngộ. Một người có định lực cao có thể quan sát các nhóm sắc trong cơ thể của mình, đôi khi không phải bằng mắt mà là một sự cảm nhận thông qua những kiến thức đã học trước đó cộng với tâm lực bây giờ chẳng hạn như biết rõ thần kinh thị giác thần kinh thính giác tồn tại ở đâu trong cơ thể khi mắt tai làm việc vị đó có thể hình dung ra sự có mặt của hai thần kinh đó thần kinh xúc giác hai sắc tính sắc tâm sắc nhiệt lượng và sắc dưỡng tố thì có mặt ở khắp châu thân Bằng ba trí văn, tư, tu, hành giả dễ dàng thấy ra bức tranh sắc pháp ở mình và người. Sắc pháp mà ta còn cảm nhận được thì chưa phải là sắc pháp chân đế tuyệt đối, vốn vô hình và không khối lượng. Người quan sát nó chỉ biết qua một liên tưởng trung gian như người nhìn một mảnh kim loại và biết rõ bên trong đó gồm có những hóa chất gì. 3. Nếp bàn, Nippan, nếp ba nát là một trong bốn pháp chân đế nhưng nằm ngoài tất cả những gì thuộc về chúng sanh, cảnh giới, vạn vật. Niết bàn là một thực tại chỉ được nhận thức qua thánh trí gồm bốn tâm đạo. Mắt gạ nhăn nát, bốn tâm quả pha lá nhăn nát. Ta chỉ có thể nghĩ về niết bàn bằng cách hình dung rằng khi các phiền não kỳ lê xá được chấm dứt một phần hay chấm dứt toàn bộ thì sự khổ tâm của vị thánh dân cũng giảm bớt một phần hay chấm dứt toàn bộ. Sự an lạc, piti và thanh tịnh santi của một người đã chấm dứt phiền não tuyệt không thể giải thích bằng ngôn ngữ cho phàm phu. Một trong các định nghĩa phổ biến và nổi tiếng nhất về Niết Bàn theo Tam Tạng Pali là ái tận tức Niết Bàn. Hễ còn một tí tham ái tăng hà thì ta còn có chỗ để tái sinh, và do vậy còn phải già chết. Khi tham ái được chấm dứt hoàn toàn rồi thì đương sự không còn bất cứ một mối lo nào nữa. Khi cần thiết thì người học Phật chỉ nên hình dung về niết bàn đến chừng đó thôi. Mọi suy diễn xa hơn lời Phật đều là vô ích hoặc nguy hiểm. Trong cách nghĩ của nhiều người thì niết bàn là cái gì đó thuộc tâm lý, như một trạng thái tình cảm, thương, thích hay buồn vui nhưng thực ra niết bàn là một pháp tánh độc lập như là tâm pháp hay sắc pháp vậy chính vì vậy nên niết bàn thường được mô tả thành hai trường hợp sự biến mất vĩnh viễn của phiền não bằng thánh trí không phải tạm thời như bằng thiền định thì gọi là hữu dư y niết bàn sopadisesa Nibbana hay phiền não niết bàn kilesa Nibbana nghĩa là niết bàn được chứng ngộ trong khi tấm thân này vẫn còn đó, gồm các tâm quả Vipakana Makhantha và sát nghiệp Kamacharupa. Trường hợp thứ hai là Vô Dư Y Nip Bàn, Anupadisesa nibbana, Bàna, Khantha tức sự chấm dứt toàn bộ năm uẩn của một vị A-la-hán lúc viên tịch. Xét trên thực tính chân đế, Nip Bàn chỉ có một, nhưng đôi khi ta thấy ở đâu đó những phân tích nọ kia chỉ nhằm để minh họa các khía cạnh tu chứng mà thôi. Một không tánh niết bàn, sunyata nibbana là nói đến khía cạnh vắng mặt của phiền não và danh sắc. Người học Phật tuyệt không nên ngộ nhận rằng niết bàn chỉ là một khái niệm hay là sự vắng mặt danh sắc. Người nhiều trí tuệ, tuệ quyền mạnh khi tu tuệ quán thì khía cạnh vô ngã nổi bật hơn là hai khía cạnh khổ não và vô thường nếu vị ấy chứng thánh thì được gọi là không tánh niết bàn. 2. Vô nguyện niết bàn. Apanihita nihita nibbana à, là khía cạnh ly ái vô tham của niết bàn. Thế giới này tồn tại bằng sức đẩy của lòng tham muốn. Niết bàn thì không phải vậy, là cái gì đó đối lập lại. Người định quyền mạnh khi tu tệ quán sẽ thấy khổ tướng rõ nhất nên nếu chứng thánh thì được gọi là đá đắc vô nguyện Niết Bàn. ba Vô tướng Niết Bàn Nippan. Animita Nibbana là khía cạnh vô hình vô tướng, không thể định dạng của Niết Bàn. Thế giới này được phàm phu ngộ nhận bằng những bày vẽ tục đế như cao thấp, dài ngắn, đẹp xấu, bởi họ không thấy được sự ráp nối, tổng hợp của các thành tố trong đó. Người tính quyền mạnh khi tu tuệ quán sẽ thấy khía cạnh vô thường rõ nhất. Nhìn đâu cũng thấy những đổ gãy rời rạc. Người này nếu chứng thánh thì được gọi đã chứng vô tướng Niếp bàn Từ những giải thích trên, Niếp bàn còn được gọi bằng nhiều từ đồng nghĩa khác để mô tả những khía cạnh đặc thù. Bất tử, ách tác là một thực tại nằm ngoài cái chết. Bất tận, ách chanh tác. Nếp bàn là một thực tại không có sự kết thúc hay biên tế. Vô vi, Asankhata là một thực tại không do một nguyên tố nào tạo nên như các pháp hữu vi phải luôn được tạo ra từ bốn nguyên tố. Nghiệp, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố. Vô thượng, Anuttara không còn cái gì cao hơn nếp bàn nữa tức người đã chứng nếp bàn thì không còn mong mỏi một thứ gì khác. Thực tại, ba đăng, tất cả gì đó có thật nhưng chỉ có thể nhận biết bằng trí tuệ thánh nhân. 4. Lộ tâm viên tịch Parinipana Viti Các vị A-la-hán khi viên tịch thì danh sách sẽ chấm dứt, không còn tái tục, đạt được vô dư y nếp bàn. Diễn tiến của dòng tâm thức khi vị A-la-hán viên tịch gọi là tâm lộ viên tịch. Parinipana đây đều là tâm lộ cận tử ý môn được chia thành hai trường hợp lớn một tâm lộ viên tịch thông thường tâm viên tịch sanh kế tục một loạt động lực dục giới hai tâm lộ viên tịch đặc biệt tâm viên tịch sanh kế tục một loạt động lực kiên cố cảnh sở tri của tâm lộ viên tịch không là một trong ba cảnh chủ quan nghiệp tượng nghiệp tướng thú tướng vì lý do là trong tâm của vị A La Hán không còn cái gì là thiện hay bất thiện nữa. a. À, lộ viên tịch ý môn thông thường maranasañcita na vi thi đây là lộ tâm viên tịch của vị A La Hán chưa đắc thiền hoặc vị đã đắc thiền nhưng không nhập thiền. lộ tâm này diễn tiến như lộ tử ý môn nhưng sau khi tử không còn tái tục gồm có bốn loại do chia thành loại kết thúc ở na cảnh và kết thúc ở động lực, hoặc chia thành có sen hữu phần và không sen hữu phần. Loại có na cảnh chỉ dành cho bảy cõi vui dục giới. Xem hình 46, lộ viên tịch ý môn thông thường, kết thúc ở na cảnh sen hữu phần. Hình 47, lộ viên tịch ý môn thông thường, kết thúc ở na cảnh không sen hữu phần. Hình 48. Lộ viên tịch ý môn thông thường kết thúc ở động lực, sen hữu phần. Hình 49. Lộ viên tịch ý môn thông thường kết thúc ở động lực, không sen hữu phần. Trang 286 B. Lộ viên tịch đặc biệt. Có cả thầy 4 tâm lộ viên tịch đặc biệt. 1. Lộ viên tịch liên thiền. Chana Samanantara Huy Thi 2. Lộ viên tịch liên thông. Afinya Samanantara Viti 3. Lộ viên tịch liên phản kháng Pacha Vekana Samanantara 4. Lộ viên tịch trí mạng Chivita Samasisi si 1. Lộ viên tịch liên thiền Chana Samanantara Viti nếu muốn viên tịch bằng cách này thì trước hết vị A-la-hán phải nhập thiền định. Chana vi thi Để làm tỉnh chỉ các khổ thọ trong cơ thể Tâm lộ nhập thiền định này diễn ra như sau Rúng động, dứt dòng, khai ý môn Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập Bốn sát na này do một đại tố nào đó lần lượt đóng vai Sau chuyển tập thì một trong chín tố đáo đại Sẽ khởi lên bắt cảnh án xứ Như ná chẳng hạn tâm tố này sẽ xuất hiện qua ít hay nhiều sát na tùy theo ý muốn của đương sự tâm tử sẽ kế tục sát na động lực cuối cùng không qua một hữu phần trung gian nào cả đây là tâm lộ viên tịch nối liền một cách trực tiếp với lộ nhập thiền mà không có một tâm khách quan nào khác xen vào giữa vị a la hán có thể nhập và xả xuôi ngược qua các tầng thiền trước rồi mới vào lộ viên tịch này một trong 30 tục lệ của vị chánh đảng giác là viên tịch bằng lộ này. Tâm lộ viên tịch liên thiền sanh được ở bảy cõi vui dục giới, 15 cõi sắc giới trừ cõi vô tưởng, 4 cõi vô sắc. Có tất cả 36 tâm lộ viên tịch liên thiền bằng hai có không sen hữu phần nhân chính tố đáo đại và hai độn lợi căng Xem hình 50 lộ viên tịch liên thiền của người độn căn sen hữu phần. Hình 51 lộ viên tịch liên thiền của người độn căn không sen hữu phần. 52 lộ viên tịch liên thiền của người lợi căn sen hữu phần. 53 lộ viên tịch liên thiền của người lợi căn không sen hữu phần trang 288. 2. Lộ viên tịch liên thông. Afinya samanantaravithi muốn hóa hiện thần lực trước khi viên tịch thì vị A-la-hán phải nhập thiền cơ rồi xuất ra. Chú nguyện thứ phép lạ mà mình muốn thị hiện rồi lại nhập vào thiền cơ bận nhì. Khi vừa xuất khỏi thiền cơ thì tâm lộ hiện thông vi Viti lập tức khởi lên nó diễn tiến như sau. Rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, thông tố, một sát na duy nhất khi tâm thông tố hiện khởi thì phép lạ nào mình đã ước nguyện sẽ hiển nhiên tức khắc sau khi tâm thông tố vừa diệt xong thì tâm tử sẽ lập tức kế tục hoặc là có một hữu phần xen vào giữa thông tố và tâm tử vậy trong trường hợp viên tịch liên thông này có đến hai mô thức viên tịch động lực nối liền tâm tử hoặc giữa động lực thông tố và tâm tử có hữu phần xen vào đây là tâm lộ viên tịch, nối liền trực tiếp với tâm thông mà không bị một tâm khách quan nào xen vào giữa. Chữ thông trong thuật ngữ tâm lộ viên tịch liên thông ám chỉ cho biến hóa thông, ít thí vi tha. Vị A-la-hán có thể sanh khởi nhiều lộ hiện thông trước khi vào lộ viên tịch hiện thông. Tâm lộ viên tịch liên thông có thể sanh được ở bảy cõi vui dục giới và 15 cõi sắc giới trừ cõi vô tưởng. Tâm lộ viên tịch liên thông không thể sinh khởi ở bốn cõi vô sắc là do chư phạm thiên ở đó không có tâm ngũ thiền sắc giới, phương tiện cơ bản cho việc hóa thông. Chỉ có bốn tâm lộ viên tịch liên thông thôi, tức là ta lấy hai hạng độn căn lợi căn đem nhân với hai cách viên tịch là có hoặc không xen hữu phần Hình 54, lộ viên tịch liên thông của người độn căng sen hữu phần. Hình 55, lộ viên tịch liên thông của người độn căng không sen hữu phần. 56, lộ viên tịch liên thông của người lợi căn sen hữu phần. Hình 57, lộ viên tịch liên thông của người lợi căn không sen hữu phần trang 290. 3. Lộ viên tịch liên phản kháng. Pachawikana Samadnantara Vithi nếu muốn viên tịch bằng cách này, thì trước hết vì A-la-hán phải nhập thiền, cha na sa để làm tịnh chỉ các cảm thọ đau đớn trong thân thể tâm lộ, nhập thiền định này diễn tiến như sau. Rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, thiền tố giai đoạn này do một trong chính tố đáo đại đảm nhiệm. Tâm thiền này cứ sinh diệt liên tục, ít nhiều tùy theo ý muốn của đương sự. Vừa chấm dứt tâm lộ nhập thiền định xong, thì tâm lộ phản kháng lập tức khởi lên để quán xét chi thiền. Tâm lộ phản kháng này sẽ tái hiện hàng trăm hàng ngàn bận, một cách thích ứng rồi diệt đi. Tâm tử sẽ sanh kế tục động lực phản kháng, bắt chá giác khăn ná cha va cuối cùng hoặc là có hữu phần xen vào giữa. Đây là tâm lộ viên tịch, nối liền với các động lực phản kháng chi thiền mà không bị một tâm khách quan nào khác xen vào giữa. Riêng tâm lộ phản kháng cuối cùng chỉ có năm sắc na động lực. Tâm lộ viên tịch liên phản kháng sanh được ở bảy cõi vui dục giới, 15 cõi sắc giới trừ cõi vô tưởng, 4 cõi vô sắc. Tâm lộ viên tịch liên phản kháng có cả thảy 48 bằng hai có không xen hữu phần nhân 24 chi thiền. 24 chi thiền bằng 5 chi sơ thiền, cộng 4 chi nhị thiền, cộng 3 chi tạp thiền, cộng 2 chi tứ thiền, cộng 2 chi ngũ thiền sắc giới, cộng 2 chi thiền vô sắc giới, nhân 4 thiền vô sắc giới. Tùy theo vị A-La-Hán là độn hay lợi căn mà có hay không có tâm chuẩn bị trong tâm lộ nhập thiền, trước tâm lộ viên tịch. Ở đây chỉ minh họa sơ đồ cho trường hợp vị độn căn. Xem hình 58, lộ viên tịch phản kháng chi thiền có sen hữu phần. Hình 59, lộ viên tịch phản kháng chi thiền không sen hữu phần. Trang 293 4. Lộ viên tịch chí mạng chi vi tá sá si si vi thi. Đối với vị A-Na-Hàm tranh thủ chứng đạt tứ quả trong giờ phút lâm chung tâm lộ đắc đạo lúc ấy được gọi là tâm lộ đắc đạo trí mạng, diễn tiến như sau. Rúng động dứt dòng, khai ý môn chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, vũ tịnh. Bốn sát na này do một đại thiện tương ứng trí nào đó lần lượt đóng vai. Kế tục vũ tịnh là một sát na tứ đạo rồi hai sát na tứ quả. Khi tâm tứ quả thứ hai vừa diệt xong thì tâm lộ phản kháng liền khởi lên để quan sát đạo quả, nếp bàn. Cùng phiền não đã diệt tâm lộ phản kháng này cứ tái hiện hàng trăm hàng ngàn lần một cách tương ứng. Riêng tâm lộ phản kháng cuối cùng chỉ có năm sát na động lực. Lúc tâm động lực phản kháng, Pachakvekhana thí Chavana cuối cùng vừa diệt mất thì tâm tử sanh kế tục tức khắc hoặc là sau khi có hữu phần xen vào tâm tử mới sanh lên. Để nắm rõ ý nghĩa của thuật ngữ Chivita Sama Sisi, ta phải hiểu rằng ngũ uẩn này có hai cái đầu Sisa. Một, Quatta Sisa chỉ có tâm sở mạng quyền và sắc mạng quyền, chúng là đầu của luân hồi khổ. Hai, Kilesa Shisha, chỉ cho tâm sở si, nó là cái đầu của tất cả phiền não. Người đắc đạo chí mạng Chivitasamasi là người biết tranh thủ giây phút ngắn ngủi trong thời điểm hấp hối của mình để triển khai tâm lý yểm ly tam giới, tu tập bốn niệm xứ là chứng đạt lần lượt bốn tầng thánh quả trong phút giây chớp nhoáng ấy để Watasisa và Kilesasisa cùng lúc bể tan khi tâm lộ chứng đắc tứ quả khởi lên vừa xong. Phiền não cùng hai thứ mạng quyền chấm dứt đồng lực nói trên phương diện thời gian thông thường, quay ca, không y cứ vào thời gian chơn đế, kha ná hay sát Tâm lộ đắc đạo chí mạng chỉ có thể sanh khởi ở bảy cõi vui dục giới, vì ở các tầng phạm thiên giới không có cái chết đau đớn, thậm chí không có sự buồn đau trong tư tưởng. Chê ta si khá về đá không phải chỉ có vị Anna Hàm trường hợp đắc đạo chí mạng của phàm tam nhân vị dự lưu hoặc nhất lai thì quy trình đó được diễn ra với bốn ba hoặc hai tâm lộ đắc đạo liên tục cùng với mỗi tâm lộ phản kháng tương ứng sau đó tâm tử mới khởi lên tâm lộ viên tịch chí mạng đó có tất cả 22, được phân thành bốn trường hợp quán xét đạo quả nếp bàn rồi viên tịch theo mô thức động lực nối liền tâm viên tịch một tâm lộ quán xét đạo quả nếp bàn rồi hữu phần mô thức động lực hữu phần viên tịch một tâm lộ quán xét mười phiền não đã diệt rồi viên tịch đây là mô thức động lực nối liền tâm viên tịch mười tâm lộ quán xét mười phiền não đã diệt rời hữu phần xen vào trước khi tâm tử khởi lên. Đây là mô tức động lực hữu phần viên tịch, mười tâm lộ. Trong 22 tâm lộ viên tịch chí mạng này, hai tâm lộ đầu chắc chắn phải khởi lên nơi một vị đắc đạo chí mạng Chivita Samasisi Bukkala. Dĩ nhiên chỉ một trong hai thôi, còn 20 tâm lộ sau thì bất định. Tùy theo vị A-La-Hán là độn hay lợi căng mà có hay không có tâm chuẩn bị và hai hay ba tâm thánh quả trong tâm lộ đắc đạo trước tâm lộ viên tịch. Ở đây chỉ minh họa sơ đồ cho trường hợp vị độn căng. Trước tâm lộ phản kháng có thể có vài tâm hữu phần xen giữa. Ở đây chỉ minh họa một tâm. Xem hình 60 lộ viên tịch chí mạng xen hữu phần. Hình 61 lộ viên tịch chí mạng không xen hữu phần